thôi con đi quay video thôi con, đừng có đọc đừng có manh động nha con. À, cô chú anh chị thì hiện tại Phúc Khang đang tại ở chùa Lá, huyện Nhà Bè nha cô chú anh chị. Thì Phúc Khang đang đến viếng và thắp hương xong thì Phúc Khang sẽ quay video gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. À, tại ngôi chùa Lá, huyện Nhà Bè thì ở đây thì chùa cũng có nuôi các trẻ mồ côi cũng giống như là những trẻ khuyết tật khiếm thị ở đây. Thì cô chú anh chị và Mạnh Thường Quân cũng như là các Phật tử có giúp cho được các bé thì cứ liên lạc tại chùa Lá ở đây nha cô chú anh chị. Thì hiện tại Phúc Khang có đến và có một cái cầu ở bên đây thờ mẹ Quan Âm Bồ Tát rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Thì Phúc Khang sẽ quay qua gọi đến cô chú anh chị và các bạn xem. Ở đây rất là yên tĩnh luôn cô chú anh chị, rất là đẹp. Đó, rất là đẹp, rất là trang nghiêm, rất là yên tĩnh luôn ha. Ở đây thì thấy không có một chị đang cho cá nè, nhìn thấy mê lắm. Ăn bánh mì nha cô chú anh chị. Đây là đủ loại cá nha cô chú anh chị, cá rùa ba ba gì Phúc Khang thấy cũng rất là nhiều. Dạ. Thì đây cá phóng xanh mà rất là nhiều loại cá. Đó, cô chú anh chị xem, đó có một cái hồ và có một chiếc cầu rất là đẹp. Thì hôm nay Phúc Khang sẽ làm một cái video gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Thì ở đây thì Phúc Khang lúc nãy trên cái live stream thì Phúc Khang cũng có gặp sư thầy, cũng có tìm hiểu về. Thầy cũng có nói là ở đây cũng có nuôi những trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em khiếm thị. Thì thầy cũng có nói là các em cũng có một số các em cũng đã lớn, đang đi học và đang học đại học. Đó, và cũng có như các em đi làm. Thì thầy cũng có chia sẻ là thời buổi thì rất là khó khăn, cho nên thầy cũng không có đi vận động quyên góp gì hết. Thì tấm lòng của cô chú anh chị cũng như Mạnh Thường Quân Phật tử, mình có khả năng là mình ủng hộ, mình giúp được cho chùa hoặc là giúp cho các em được gì thì mình giúp, chứ thầy cũng không có vận động gì hết nha cô chú anh chị. Thì mọi liên lạc thì cô chú anh chị cứ liên lạc tại chùa Lá, huyện Nhà Bè. Thứ hai nữa thì cứ liên lạc Phúc Khang, Phúc Khang sẽ trực tiếp liên lạc với các thầy. Đó, rất là đẹp, cảnh rất là đẹp, rất là trang nghiêm, rất là yên tĩnh, thanh tịnh. Và đây là một cái tượng Phật Mẹ Quan Âm rất là đẹp. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì tình cờ hôm nay Phúc Khang đi công việc, thì Phúc Khang vô hẻm, để nhớ là chị nhớ hẻm này 20 mấy không chị? Dạ không. Tại em không nhớ, tại em vô tình em đi công việc cái tự nhiên em ghé luôn, giống như cái duyên rồi chứ không có nhớ nữa. Thì cái địa chỉ thì để Phúc Khang sẽ để cái địa chỉ ở dưới màn hình cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Đó. Phúc Khang sẽ đi một vòng quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cái cầu rất là đẹp không cô chú anh chị. Đây. Và rất là nhiều cá, cá phóng xanh, đủ loại cá luôn. Cá chơi, cá cha, cá chép, cá mè, rùa ba ba, rất là nhiều. Đó. Cái cổng qua một cái hồ cá có tượng mẹ Quan Âm, rất là đẹp. Thì Phúc Khang thấy là cũng khá là rộng nha cô chú anh chị, chùa đây cũng khá là rộng nhưng không có
trùng tu rất là cũ kỹ. Đây cô chú anh chị, đây là cái những cái chuyến tình nguyện chùa Huyền Trang Nhà Bè trao tặng 220 phần quà nhân ngày thương binh liệt sĩ ngày 27 tháng 7, thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, cựu chiến binh, người mù, tàn tật, chất độc màu da cam. Thì thầy cũng có chia sẻ đó là không có vận động quyên góp, mạnh thường quân ủng hộ giúp được bao nhiêu thì thầy sẽ làm bao nhiêu. Đó, xung quanh chùa thì cái chùa lá nó của chú anh chị ở đây thì cũng Phúc Khang thấy cũng còn những mái lá rất là cũ, rất là xưa nha cô chú anh chị. Đó, và những cái mái tôn cũng khá là cũ kỹ. Đó, toàn bộ chùa thì Phúc Khang sẽ quay hết toàn cảnh luôn cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây, ở đây cũng còn có chùa và những cái mái lá vẫn còn nha cô chú anh chị, và những cái mái tôn cũng rất là cũ kỹ ha. Phúc Khang đứng bên này quay qua cạnh hồ bên kia cho cô chú anh chị và các bạn xem. Khá là thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Bên đây chùa lắm nghe cô chú anh chị, nhưng mà Phúc Khang thấy cũng cũ kỹ lắm nha cô chú anh chị. Đây. Thì bây giờ Phúc Khang sẽ lại quay ngay chính điện, xong Phúc Khang cũng xin phép kết thúc video. Xin cảm ơn cô chú anh chị xem video, đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị. Thì cô chú cũng như Mạnh Thượng Quân, các Phật tử mình có nhu cầu hỗ trợ ủng hộ giúp các trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật tại chùa Lá, huyện Nhà Bè, thì mình cứ liên lạc tại chùa hoặc liên lạc Phúc Khang, Phúc Khang sẽ đến chùa liên lạc với các thầy. Toàn cảnh luôn nha cô chú anh chị, khá là rộng lớn nhưng mà cũng khá là cũ kỹ. Thì Phúc Khang xin phép vào chính điện, Phúc Khang quay cảnh chính điện xong Phúc Khang về. Đây là chính điện tại chùa Lá nha cô chú anh chị. Chính điện thì chỉ có bao nhiêu đây thôi. Tôi là con sở nghiệp nó nghe bác có biết không là mèo mèo cái nó lựa chọn.
khi xung quanh thì Phúc Khang thấy cũng có rất là nhiều tượng các vị Phật, các vị Bồ Tát cũng khá là nhiều. Đây là chùa Lá tại huyện Nhà Bè. Thì hôm nay Phúc Khang cũng đến cũng có thắp hương, cũng có xin phép thầy để gửi đến cho cô chú cũng như là quý khán giả xem ngôi chùa Lá tại huyện Nhà Bè. Thì tại đây thì theo sư thầy cũng có chia sẻ thì cũng có nuôi một số số trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em khiếm thị nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có nhu cầu cứ liên lạc tại chùa Lá, huyện Nhà Bè. Thì video của Phúc Khang đến đây Phúc Khang xin kết thúc nha cô chú anh chị. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị. Đây là toàn cảnh bên chùa nha cô chú anh chị. Rồi Phúc Khang xin phép xuống kết thúc video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Phúc Khang. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo.